khi mà Hồ lập cái đạo của cái thời năm 2017 này nó khó hơn cái thời xưa. Thời xưa dân không có đạo, tuy là người ta cũng mang rợ nhưng mà cái tâm cũng vẫn là hiền nhu mì, ăn đồ sống không có biết sát, không có biết gọi là dẫn sát sanh, họ sát sanh dữ lắm thời xưa. Nhưng mà lập ra cái đạo thời xưa mấy vị nói dễ hơn bây giờ, giống như nít học mẫu giáo với học toán đại số vậy. Thời nay cái đạo ra đời khó hơn, nó bị rất là chướng ngại bởi những cái đạo khác quá nhiều. Cho nên đạo Thiên Tâm mà hôm nay được như vậy, ngài tử mà ngồi này là phải phước của sư phụ rồi. Chứ xưa Chúa Giêsu có nửa người đại tử mà, ổng đâu có được một người. Còn sư phụ ít nhất ở đây cũng quá trời có đại tử nào nguyên nè, nguyên thắng rồi nè. Tức là rồi ông Mohammed thì chỉ có một bà vợ thôi, Phật Thích Ca thì chỉ có một người, Lão Tử hình như cũng một người, Tổng Tử có một người. Thì thời nay cái đạo ra đời muôn vàn khó khăn hơn thời xưa.